Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và trước khung hình các bác, đây là một chiếc BTW Win mang thương hiệu của Phần Lan, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Trước đây em có đã về một số xe BTW Win nhưng mà chưa kịp quay video đã các bác đã mua hết rồi. Hôm nay may mắn đấy, về một chiếc mới về sáng nay xong. Và em quay lên luôn các bác xem. Giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, và đầu tiên em sẽ quay hình thức các bác xem. Em đánh giá hình thức chiếc xe này rất là mới, sử dụng nước sơn đen lì, điểm những màu trắng và màu đỏ đây, những vạch trắng và đỏ rất là khỏe xe. Hình thức thì trên 95%, rất ít tìm được một vết xước của cái xe này. Mình sẽ lướt qua cái khung này, càng xe rất là đẹp và mới. Xe sử dụng khung aluminium 6061. Một công nghệ nhôm của Mỹ rồi. Cho xe bền và nhẹ. Siêu nhẹ các bác nhá. Các bác có thể lên Google và search aluminium 6061. Đây biểu tượng đất nước Phần Lan, hãng sản xuất xe BTW Win Chiba 500. Đây biểu tượng của xe chữ X. Xe sử dụng bộ tay quấn, có những đây các bác có thể nhìn đây. Những lỗ nhỏ này rút thấm hút mồ hôi, rút thoáng khí hơn cho tay khi các bác đi đường dài. Đây vẫn là 6061 aluminium, đồng bộ hết. Ở đây chiếc yên còn rất là mới đây, các bác có thể thấy BTW Win của hãng luôn, nguyên bản theo xe. Bộ phanh 3 mảnh BTW Win. Những chiếc xe BTW Win thì thường hãng người ta sẽ lắp cho một cái gọi là để giày các bác nhá, để giúp chắc chắn hơn cho người đi xe. Khá là đặc biệt của hãng. Em về nhiều chiếc rồi, chiếc nào cũng như thế này. Phủ đề microchip, gạt đĩa, xe sử dụng bộ tay lắp microchip luôn, đồng bộ theo xe. Đây là bên clip, đây bên đĩa. Điểm nhấn của ghi đông là tay cầm, bộ tay quấn vừa đen vừa da cam rất là đẹp và nổi. Điều đặc biệt nhất của xe là xe sử dụng bộ bộ vành lốp 650 nhân 23C rất là đặc biệt, cho xe xé gió các bác nhá. Với dòng đua này bánh càng nhỏ sẽ độ xé gió càng lớn và tốc độ đi càng nhanh. Đây 650 x 23C. Bình thường những xe đua khác chỉ có 700C thôi. Bộ lốp Kenda rất là đặc biệt đối với hãng xe này. Vâng, và xe sử dụng bộ cấu hình 2, 4, 6, 8, 8 lít, 3 đĩa, cho xe 24 tốc độ. Vâng, bây giờ em sẽ test chuyển động các bác xem. Vâng, bây giờ lên lít
sử dụng bộ chuyển động Microsoft. Đây là xe rất là chân chu và mượt mà các bác nhé. Xuống lít này. Đây, rất là mượt. Rồi là xuống đĩa. Rồi, lên đĩa. Rất là mượt. Vâng, rồi em sẽ xem dưới khung xe có cái tem nào không. Vâng, và đây là mã vạch, rất còn rất là mới này. Hầu như chiếc xe này rất chủ chốc rất ít đi. Các bác có thể xem mã vạch của xe. Và đây là bộ chân chống nguyên bản theo xe. Có giảm sóc luôn. Để nút bấm kéo dài chân chống các bác. Ấn vào có thể kéo ra. Các bác có thể xem. Mua về các bác có thể xem qua cái chân chống này. Bên này cũng là khung aluminium 6061. Vâng, và khung xe có size S các bác nhé, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7, 1m72 đi vừa luôn. Chiếc xe size châu Âu, size S. Vâng, và chiếc xe BT Win Chiban 500 mang thương hiệu Phần Lan đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp mức giá 6.800.000, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn các bác ở buổi trưa ngày mai.